Mọi người ơi, mọi người thấy tóc tóc chưa mọi người? Ai thấy tóc rồi thì mọi người comment lên đây nha, cho tôi thấy mọi người luôn đi ha. Hello hello. Hello tất cả các tình yêu luôn nha. Có ai thấy tóc tóc chưa ạ? À, mọi người ơi, mọi người thấy tóc rồi thì mọi người comment lên đây đi cho tóc thấy mọi người luôn nha. Hello các tình yêu của tóc tóc luôn ạ. À, tôi cho mắt kính nghe lời chút coi coi nha. Ủa chưa có ai comment hết trơn. Thấy rồi nha. Chị Trúc thấy Oxy Watch luôn rồi nha. Hello Phú Trần của chị Tóc Luôn, em chào anh Việt. Chị nghe nè Long. Hả? Bánh tráng trộn à? Có gì nữa không? Bánh tráng cuộn đi. Thêm 5.000 trứng đi. Nhưng mà đừng ít ít lấy bơ thôi nha. Anh Sơn bao hả? Rồi lấy đi thôi nha. Hello, tôi Churi luôn nha. Có gọng kính cô, kính cận ngố không chị? À, chị không có kính cận ngố em ơi. Hello, anh Sơn Nguyễn luôn nha. Tôi thích chào mọi người luôn nè. Ai thấy tốt nữa thì mọi người comment lên cho tôi thấy mọi người đi. Hello, các tình yêu. Còn ai thấy tốt nữa không ta? Ốp xíu bắt ơi. Chị chào em luôn nha. Bớt ăn đi nha. Ăn nhiều mập quá ha, nhưng mà chị chút đói bụng quá. Hello anh Hoàng Tân, tôi chào Hoàng Tân luôn nha. Chào mọi người đang trong livestream của Tóc Luôn. Ai thấy Tóc nữa thì mọi người tranh thủ comment để mình lên mini game nhanh chóng rồi mình còn bán kính nữa mọi người ha. Hôm nay tôi sẽ lên mẫu kính cho mọi người coi luôn nha. Úp xíu bách bữa giờ cưng mua kính bên chị Tóc chưa? Úp ơi, bữa giờ cưng mua kính bên chị Tóc nhiều chưa? Hello, hello, please luôn nha. Chơi lần này không trúng em xui thôi à. Nhớ chưa, chế chưa ăn à. Chưa, chế chưa có ăn, chứ phải ăn sáng thôi à. Được ăn là cười tít mắt à. Tao có ăn bánh tráng mà, bánh tráng không biết có mập không mọi người. Hello anh Tony luôn nha. Rồi còn ai thấy tóc nữa không ta? Út ơi, Út thấy chút chưa rõ chưa hả? Em mua ba đôi rồi chị. Ưng không? Có ưng ý không nè bé Hiếu ơi. Mọi người ơi, còn ai thấy tóc nữa thì mọi người comment lên đây đi cho tóc thấy mọi người luôn nha. Hello anh Hà Trần, tôi tóc thấy anh Hà Trần luôn rồi. Tôi cũng thấy anh Hà Trần luôn rồi nha. Mọi người comment cho Trúc đi. Mọi người hello Trúc cũng được, hay là mọi người hi Trúc cũng được, hay là mọi người chấm cho Trúc một chấm cũng được, để Trúc biết là mọi người đang ở trong livestream của Túc nè, để tiện tương tác với mọi người luôn. Đẹp lắm chị, ok. Cảm ơn Oxy Watch của chị nhiều lắm luôn. Chuẩn bị nhận được mặt nạ còn dễ thương hơn nữa nè nha. Hello anh Kiên, tôi chào anh Nguyễn Văn Kiên luôn nha. Hello Kiên luôn nè, Kiên ăn cơm chưa anh ạ? À? Hello Tú Tú Nguyễn, tôi chào Tú Tú Nguyễn luôn nha. Tú Tú Nguyễn là nam hay nữ vậy? Để em biết em tiện xưng hô nè. Sao đến giờ chị vẫn chưa ăn chưa hả? Tại vì do lúc sáng chị ngủ dậy là nó muốn chưa bà nó rồi, cho nên chị ăn cái cử đó là coi như cử trưa luôn rồi đó. Còn bây giờ chị ăn xế xế thôi, để chiều chị đi ăn. Hôm nay vị quỷ sứ Hà Hoàng Tân này anh chọc em hoài à. Rồi mọi người ơi, chúc lên câu đố cho mọi người luôn. Đường gì mà không có đèn đỏ mọi người nha. Mọi người comment liền cho chúc câu đố là cái gì luôn ha. Ăn bánh tráng nhiều không mập nhưng nóng chi à? Chị ăn bánh tráng kệ, nóng không sao đâu, sợ mập thôi à. Sợ mập lắm luôn. Rồi, mọi người ơi, mọi người comment cho Túc nha. Đường gì mà không có đèn đỏ được không ạ? À? Mọi người comment liền cho Túc luôn đi. Đường gì không có đèn đỏ mọi người nha. Túc đang Túc sẽ lên kính cho mọi người coi coi hôm nay tặng kính nào cho mọi người nha. Để coi, hôm nay nếu như mà nữ trúng thưởng livestream của Túc thì Túc sẽ tặng cho nữ cái kính này nha. Đây, để chúc lên cho mọi người coi. Đây tặng kính lục giác cho nữ nha. Nếu như mà nữ trúng thưởng thì tôi sẽ tặng kính lục giác này cho nữ, mọi người chịu không? Đây, cái kính này thiết kế của nó rất là tinh tế, rất là đẹp luôn nha. Trồng thủy tinh hữu cơ, kính lục giác như vậy rất là xinh luôn ạ. À, ăn ít thôi, một nửa là không xinh đâu hả? Vậy thôi em không ăn đâu thôi, sợ ăn vô em mập quá. Úp, ăn bánh tráng nhiều mập lắm mà. Thì thôi để em kêu khỏi ăn đi, em sợ mập quá. Hồi tối Út trúng hộ kem hay mặt nạ vậy chị? Út ơi, hồi tối đó hả? Hồi tối để chị coi coi em trúng là cái gì luôn nha. Hình như em trúng hộ kem á Út ơi. Hồi tối hôm qua là hình như em trúng hộ kem, để chị chút coi thử coi nha. Rồi, mọi người ơi, ai thấy tóc tóc à? Một body đó, một body đó Út ơi. Tối qua em trúng thử là một cái hộ kem body nha. Long mua chưa? Mua cho chị chưa? Khỏi mua cho chị nha, mập quá, khỏi mua. Ok.
Rồi, tức đi ăn gì? Tức ai đi ăn mập thì đáng yêu mà. Thôi em sợ mập quá à. Rồi, đường băng là sai, đường hàng không là sai luôn nha. Đêm qua lai khuya sáng dậy muộn, chưa không ăn tội gì. Chị ăn ca sáng là cho ca trưa luôn rồi đó. Rồi, chưa hết đâu nha. Tối hôm qua em còn phải thức cả đêm, tận 2-3 giờ đêm để đếm lượt chia sẻ đó mọi người. Có ai chia sẻ nhiều nhất là còn tặng cho người đó nữa, đếm một lồi cũng mắc ra luôn. Rồi mọi người ơi, cái mã kính này Túc đang mang nha, là nếu như mà nữ trúng thưởng thì sẽ nhận được kính này, giá của nó là 400k một cây. Còn nếu như mà nam trúng thưởng thì Túc sẽ tặng kính này cho mọi người. Đó là kính này nha, dòng kính này là dòng kính Lacoste thôi, mập lắm. Đây, dòng kính Lacoste nè, cái viền của nó rất là tinh tế luôn. Và trên mặt kính của nó có khắc con cá sấu Lacoste cho mọi người luôn. Kính này ở dưới là nó không có viền, ở trên thì nó có viền mọi người nha. Ở dưới không viền, ở trên có viền, đây là kính bán không viền được không ạ? À? Ôi chị chút sổ à. Đường biển là sai luôn rồi, đường biển là sai luôn ha. Đường gì không có đèn đỏ mọi người nha. Cái kính mà Tú Túc đang mang hiện đang có giá là 400k một cây dành cho nam. Còn kính này là dành cho nữ. Đó, mọi người lấy kính nào thì mọi người comment cho Túc kính đó luôn nha. À lộn, comment cho Túc và sau đó là chọn mẫu kính luôn nha. Thương quá à. Mọi người thấy thương gì đâu luôn á. I love you bật bật luôn đó nha. Rồi, kính này tôi sẽ để trên đầu cho mọi người coi luôn. Nếu như anh nam mà trúng thưởng thì anh nam nhận được kính màu xanh. Còn nếu như mà nữ trúng thưởng thì nữ sẽ nhận được kính là màu trà như vậy mọi người nha. Đó, có hai cây cho mọi người lựa chọn luôn. Thích cây nào thì lấy cây đó thôi, ok chưa ạ? Chơi game với Túc là lúc nào cũng lợi cho mọi người hết trơn á nha. Thì mỗi livestream một ngày, Túc sẽ tặng cho mọi người mỗi ca là hai cây kính, được không ạ? À? Thì cảm ơn Vũ nhiều nha. Đường tình là sai luôn, đường hàng không là sai luôn rồi, đường làng là sai, đường đời là sai rồi. Tấn Võ hạnh phúc ơi. Rồi hello con người gốc Bình Định luôn nha, em chào anh ạ. À, lâu quá không gặp anh em cũng nhớ anh quá đi à. Rồi mọi người ơi, đường gì mà không có đèn đỏ thì mọi người tranh thủ comment cho Túc để nhận được kính Túc đang mang luôn nha. Kính này dành cho nữ, còn kính trên đầu là dành cho nam. Ai thích kính nào tặng kính đó cho mọi người thôi. Đường cát là sai luôn, đường cát vàng hay đường cát trắng thì comment luôn lần luôn đi. Rồi đường thủy là sai luôn nha, tình yêu ơi không đúng nè bé yêu ơi. Rồi kính này Túc để trên đầu cho mọi người nhìn để mọi người dễ dễ comment nha. Đây mọi người comment cho Túc luôn đi, đường gì là không có đèn đỏ được không ạ? Đường thủy là sai rồi bé yêu ơi, không có đúng luôn em nha. Đường gì, đường tăng chưa đúng luôn, đường hàng hải chưa đúng luôn mọi người ơi, chưa có đúng luôn nha. Mọi người comment thiệt là nhiều. À quên nữa, thể lệ chơi mini game cũng như mọi ngày luôn, chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai một lần, chia sẻ vào hội nhóm cho Túc Túc cộng cộng là 10 lần luôn nghe. Kèm theo đó là mọi người nhớ chụp màn hình lại inbox cho fanpage liền luôn để nhận được quà được không ạ? À? Rồi mọi người tranh thủ chia sẻ đi, bây giờ Túc sẽ coi coi bao nhiêu lượt chia sẻ thì Túc sẽ kiểm tra xem bao nhiêu lượt chia sẻ rồi Túc gửi cho mọi người liền luôn nha. Chứ phải đường ray xe lửa không em? Dạ không đúng luôn anh ơi, không đúng luôn nghe, không đúng đường ray xe lửa luôn. Để em coi coi lượt chia sẻ hiện tại là bao nhiêu rồi ta ơi, coi coi. Úc Xíu Quách ơi, chia sẻ livestream cho chị Túc với nghe. Rồi hiện tại bây giờ mới có 28 lượt chia sẻ thôi, rất là ít luôn á mọi người ơi. Mọi người chia sẻ livestream cho Túc luôn nha. Đường lưỡi là sai, đường lưỡi là đường gì vậy anh ơi? Không đúng luôn nè anh ơi, đường làng là sai luôn, đường hàng hải cũng sai luôn nha. Để Túc coi coi lượt chia sẻ tăng lên chưa. Nếu như lượt chia sẻ tăng lên, Túc gửi cho mọi người liền luôn, có 29 lượt share thôi, 29 lượt chia sẻ thôi mọi người ơi. Mọi người chia sẻ chưa ạ? À? Chị ơi đổ hộ kem lấy mặt nào được không chị? Không có được luôn Úc Xíu Quách ơi. Tại vì thể lệ chơi là chơi mini game sẽ được tặng hộ kem. Còn nếu như mà xe livestream sẽ được tặng mặt nạ nha. Rồi bây giờ mọi người ơi, đau rất tiêu rồi. Mọi người comment liền cho Túc luôn nha. Bị khóa chia sẻ nhóm được không chị? Bị khóa chia sẻ nhóm là thua luôn rồi. Em chia sẻ về trang cá nhân nhiều cũng được luôn. Đường tình là sai rồi, đường gì ạ? Đường lối là sai luôn, đường ớt Đà Lạt là đường gì vậy anh Thanh Vinh Nguyễn ơi? Đường gì không có đèn đỏ mọi người nha. Mọi người chia sẻ livestream kèm theo đó là comment đáp án cho Trúc liền luôn ha. Hello anh Việt Nguyễn, Túc chào anh Việt Nguyễn ạ. Cái gì mà vợ yêu đã nói anh rồi, anh comment vợ yêu là em ế bồ luôn á, em không có bồ là em bắt đền anh, cho anh nuôi em cả đời luôn đó nha, đừng có giỡn nghe. Rồi mọi người ơi, đường gì mà không có đèn đỏ, mọi người tranh thủ comment liền cho Chốt, kèm theo đó là chia sẻ livestream. Bây giờ mọi người ơi, Túc chỉ cho mọi người chơi mini game trong vòng 2 phút nữa thôi, 2 phút để chơi câu đố này nữa thôi nha. Sau 2 phút Chốt sẽ kiếm ra được người chơi mini game trúng thưởng, còn nếu như không kiếm được Chốt sẽ bán kính liền luôn. Cho nên mọi người comment thiệt là nhiều cho Túc luôn. Đường vào tình yêu là sai, hello Hoàng Tân Bó đây luôn đó hả? Đường vào team em là sai, đường cao cấp là sai luôn. Hello Khánh Huỳnh, em chào anh luôn ạ. À, đường vào tình yêu là sai rồi. Gửi cho mọi người nha, gửi cho mọi người đáp án có 4 từ. Đáp án có 4 từ luôn đó.
Không có bỏ ra đây với anh, không có bồ là ra đây với anh nuôi em đúng không? Không có bồ là ra nuôi với em nha, anh nuôi em luôn á. Rồi, đáp án có bốn từ mọi người ơi, đường gì mọi người ơi, mọi người comment cho Túc nha. Đường gì nè mà không có đèn đỏ luôn ha? Đường thủy là sai bốn chữ lận, đường cát chưa đúng luôn chị Thủy Trần ơi. Em là đứa lười vôi kem nhất luôn đó hả? Ô xíu bách ơi, vậy để nhưng mà chị gửi mất tiêu rồi, chị gửi thông tin cho khách hàng mất tiêu rồi, làm sao bây giờ? À rồi, đường đời là sai luôn rồi, đất lợi ơi, đường đời là sai, cảm ơn Hằng Minh Bông nhiều nghe. Rồi mọi người tranh thủ comment liền cho Túc luôn đi. Đường gì là không có đèn đỏ, đường vào tim em là sai rồi, anh Hoàng Vũ ơi, không có đúng luôn. Đường kính là sai luôn nghe. Đường là bốn chữ lận mọi người nha. Đáp án có bốn chữ lận, mọi người tranh thủ comment liền cho em. Đường tình đôi ngã lên, Úc Nguyễn. Trời đất ơi, thường thường mà ông Úc Nguyễn vô là lại một câu là hello vợ yêu của anh luôn là phải không ta? Hay là ông Nguyễn Vương ta? Rồi, đành chịu tôi chạy ok bé yêu luôn nha. Rồi, đường hẻm là sai rồi, sóng biển ơi, đường ruột là sai luôn nha. Đường gì không có đèn đỏ mọi người ơi, đáp án có bốn từ cho mọi người comment. Mọi người comment thiệt là nhiều cho em luôn để nhận được kính luôn nha. Đường gì đây, đường cong xương sống là sai luôn rồi anh ơi. Cái đường đó mà có đèn đỏ nên là thua luôn đó ha. Rồi, mọi người comment thiệt là nhiều nha. Comment của ai em cũng đọc lên hết trơn á, không bỏ sót một comment của ai, cho nên mọi người hãy chơi game thiệt là sung sức luôn. Và nhớ nha, một chia sẻ sẽ tương đương với một cái comment, cho nên mọi người hãy chia sẻ thiệt là nhiều để được comment nhiều luôn nha. Rồi, chất liệu kính giả cận được làm bằng trồng thủy tinh hữu cơ tình yêu ơi. Đường băng là sai luôn rồi, đường không có đèn là sai luôn rồi. Trần Thị Kim Thảo chưa chia sẻ livestream. Đường gì ạ? Đường đò là sai luôn, đường cát là sai luôn nha. Đường gì mà không có đèn đỏ giao thông nè mọi người ơi, mọi người chia sẻ livestream cho Túc thiệt là mạnh mẽ lên nha. Để Túc coi coi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Nếu như lượt chia sẻ mà tăng lên, Túc sẽ gửi cho mọi người liền luôn ha. Đường chân trời là sai, hello Út Mập, Túc chào Út Mập luôn nha. Đường trên Đà Lạt rồi, đường trên Đà Lạt, ôi đường trên Đà Lạt không có đèn đỏ đó nha. Nhưng mà vẫn chưa đúng luôn. 128 lượt share còn rất là ít lượt share mọi người nha. Tranh thủ chia sẻ livestream cho Túc luôn. Nếu như lượt share tăng lên 100 lượt chia sẻ nữa, Túc sẽ gửi cho mọi người nữa nha. Anh thấy đường của em là không có đường đó hả? Là không có đèn đó hả? Không biết đúng không nữa. Sai rồi. Đường tình duyên là sai, đường sắt là sai, đường chân trời là sai, đường đời là sai. Đáp án có tới bốn chữ mọi người nha. Mọi người tranh thủ comment liền cho em luôn. Đường cát tinh luyện là sai luôn, đường tình là sai rồi. Phúc Bảo Minh ơi, Phúc Đào Minh ơi, chia sẻ livestream chưa ạ? Một phút vào đời hả? Cái gì vậy ông nội Hồng Phi Nguyễn comment gì vậy? Rồi, mọi người ơi, đường gì là không có đèn đỏ? Để tôi coi coi, lượt chia sẻ tăng lên cho chút 100 lượt chia sẻ nữa, tôi sẽ gửi cho mọi người liền luôn đáp án là cái gì luôn nha. Đường xuống suối vàng là sai rồi anh ơi, không đúng luôn nha. Đường nào không có đèn đỏ mọi người ơi, comment liền cho tôi kèm theo đó là chia sẻ livestream. Chúc nhắc lại một lần nữa nha. Để tham gia mini game mọi người nhớ nè, chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai một lần nha. Chụp màn hình lại, chia sẻ vào 10 hội nhóm chụp màn hình lại cho Túc liền luôn. Inbox fanpage để nhận được quà. Đây, cái kính này Túc đang mang cho mọi người đó là kính này dành cho nam. Nếu như anh nam trúng thưởng thì anh nam sẽ được chọn kính nam, còn nếu như bà nữ trúng thưởng mà muốn được chọn kính nam cũng được luôn ha. Nói chung là em lên hai mẫu, thích mẫu nào thì lấy mẫu đó thôi. Còn kính trên đầu là dành cho nữ, ok chưa ạ? Cho hai mẫu kính cho mọi người tha hồ lựa chọn luôn nha. Đây, em mang mẫu nữ cho mọi người coi. Đều có giá là 400k một cây hết trơn á. Rất là xinh đẹp luôn thấy không ạ? Rồi, đường xuống địa ngục là sai, đường đua là sai, đường vào tim em là sai, đường đời là sai, đường lên đỉnh Olympia là sai luôn ha. Đường lên đỉnh Olympia là sai rồi, đường bằng là sai. Đáp án có bốn từ mọi người nha, đáp án có bốn từ. Và em sẽ gửi cho mọi người nếu như lượt share mà tăng lên 100 lượt chia sẻ nữa, gửi cho mọi người chữ đầu tiên là chữ gì luôn ha. Chia sẻ lên nhóm mà không được chia sẻ về trang cá nhân được không chị? Phải chia sẻ về trang cá nhân nữa Quang Phước ơi, em chia sẻ nhiều hội nhóm kèm theo đó là chia sẻ về trang cá nhân nữa nha. Đường truyền chưa đúng Lệ Thủy ơi. Đường về đường lật mặt là đường lộc toàn lật mặt ơi, đường đưa chưa đúng luôn anh nha. Rồi đường phèn chưa đúng, đường vào tim em, đường truyền hình cái là đường gì? Truyền hình cá cưng ơi. Đường lên đỉnh núi cũng sai luôn. Đường gì không có đèn đỏ mọi người ơi. Mọi người chia sẻ livestream kèm theo đó là chụp màn hình lại cho Túc luôn nha. Rồi bây giờ tôi có một phần quà rất là hấp dẫn dành cho mọi người trong mini game của Túc ngày hôm nay cũng như là buổi trưa kia, buổi trưa hồi nãy nha. Đây mọi người ơi, Túc sẽ cho mọi người coi một mẫu kính này Túc tặng cho mọi người nhân dịp là xe kính nha. Đó là mẫu kính nào bây giờ ta? Ủa cái kính mà hàng cao cấp của Túc đâu mất tiêu rồi. Đây, Túc sẽ lựa một cái kính là tới 900k một cây lần để tặng cho mọi người nha. Hình như là hết mất tiêu rồi hay sao á. Rồi, để em coi kính khác nha. Để em xíu. Đây. Nếu như người chơi mini game mà muốn được tặng kính này thì mọi người hãy tranh thủ chia sẻ mini game thiệt là nhiều nha. Em lên cái kính này cho mọi người coi là siêu đẹp luôn nè. Dòng kính này chuẩn bị tặng cho mọi người đó là dòng kính Butcher. Dòng kính Butcher này em sẽ chuẩn bị tặng cho mọi người chơi mini game ngày hôm nay nha. Mọi người chuẩn bị chưa? Em lên cái câu cái điều kiện để nhận được kính này ha. Thì mọi người ơi, trong vòng 3 phút em chuẩn bị bấm giờ. Trong vòng 3 phút
Ai là người chia sẻ cái livestream của em vào các hội nhóm nhiều nhất hay là về trang cá nhân nhiều nhất, em tặng cho người đó chiếc kính em đang mang, là dòng boxer, là dòng thể thao dành cho cả nam cả nữ luôn. Đây là dòng kính unisex mọi người nha. Thì cái kính này có giá là 700k một cây. Đây có chữ boxer ở đây cho mọi người. Đằng trước của nó khắc chữ boxer bằng tia laser. Cái tròng này là rơi rớt không vỡ không bể, chống trời chống xước cho mọi người luôn. Bên trong có chắn màu xanh rất là đẹp, thì lớp phản quang này sẽ chống được ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, tivi và laptop nha. Mở ra mở vô được luôn rồi. Mẫu kính này em tặng cho ai chia sẻ livestream nhiều nhất. Còn bây giờ thì em sẽ bấm giờ. Bấm giờ để chia sẻ livestream. Bây giờ mọi người tranh thủ chia sẻ livestream trước khi em bấm giờ. Còn bây giờ em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mà để mình nhận được kính luôn nha. Đầu tiên mọi người nhìn vào cái màn hình livestream của Túc luôn. Đây, màn hình livestream của Túc có chữ chia sẻ ở dưới cuối màn hình ở đây nha. Nhấp vô chữ chia sẻ ở đây cho em. Chọn chia sẻ hội nhóm cho em là ngay chỗ này. Đó, nó sẽ hiện ra rất là nhiều hội nhóm cho mọi người luôn nha. Từ từ đó, hiện ra quá trời quá đất hội nhóm. Click hết vào những cái ô màu xanh ở đây cho em để mình chia sẻ hội nhóm cho em luôn nha. Hello, em Xuân Đạt luôn nè. Đó, mọi người click hết vào những cái ô màu xanh ở đây cho em để mình chia sẻ hội nhóm. Sau đó thì bấm chữ chia sẻ, chọn viết bài, bấm chữ đăng. Ok nha. Rồi, thế là chơi mini game rất là đơn giản luôn được không ạ? Thì trong vòng 3 phút người nào chia sẻ livestream nhiều nhất tôi tặng cho người đó cái kính này luôn ha. Ủa sao màn hình livestream nó tới thua vậy ta? Rồi, mọi người ơi, chuẩn bị chưa? Chuẩn bị chưa? Tôi bấm giờ nha. 3 phút thôi, sau 3 phút. Sau 3 phút, tôi sẽ cho hệ thống kiểm tra xem bạn nào là người chia sẻ livestream nhiều nhất. Tôi sẽ tặng kính cho người đó. Ok nha. Rồi, 3 phút bắt đầu cho mọi người. Ủa. 3 phút bắt đầu. Rồi, tranh thủ đi nha. Kính này dành cho người chia sẻ livestream nhiều nhất, còn mọi người comment cho chút đi. Đường gì không có đèn đỏ, tôi sẽ tặng cho mọi người kính, có kính nữ và kính nam luôn nha. Chị Long ơi, em yêu chị. Đạt yêu chị Long hả Đạt ơi? Rồi, đường đua là chưa đúng luôn nha, đường rây xe lửa là sai luôn. Rồi, đường kính là sai luôn, chia sẻ nãy giờ rồi. Ok, oxy quách của chị Túc luôn nha. Đường gì mà không có đèn đỏ mọi người ơi, tranh thủ comment cho chút và chia sẻ livestream. Nhắc lại nha, thể lệ để chơi mini game là mọi người cần chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai một lần. Chia sẻ vào hội nhóm cho top 10 lần, chụp màn hình lại liền inbox cho fanpage nhận quà luôn nha. Đường tăng là sai, đường cao tốc là sai, đường lên đỉnh là sai. 2 phút 20 giây cho mọi người chia sẻ livestream thôi. Rồi, lượt chia sẻ chỉ cần tăng lên 100 lượt chia sẻ, tôi top gợi ý cho mọi người coi đáp án là cái gì luôn cho mọi người dễ trúng kính nha. Mỗi ngày tôi sẽ tặng cho mọi người tới 6 cây kính hoặc là 9 cây kính mỗi ngày lận. Cho nên mọi người hãy ở lại trong livestream để coi coi mình có phải là người trúng kính không nha. Còn những ai có chia sẻ livestream hãy ở lại trong livestream để coi coi một hồi có trúng tên mình là người chia sẻ nhiều nhất không. 20 nhóm cũng là nhiều, 30 nhóm cũng là nhiều. Chia sẻ bao nhiêu cũng là nhiều hết trơn. Hiện tại là bao nhiêu lượt share rồi? 378 lượt chia sẻ. Tranh thủ chia sẻ cho chút luôn nha. Đường phèn là sai, đường tình tân ngã là sai, đường xe tăng là sai. Thời gian cho mọi người còn 1 phút 45 giây thôi cho mọi người chia sẻ luôn nha. Rồi, nói có bao nhiêu chữ để biết đường đoán chứ, nói vậy thì đáng sao. Đỗ Đào ơi, em nói nãy giờ luôn rồi đó. Rồi, đáp án có 4 từ mọi người nha. Đáp án em đang cầm có 4 từ. Đường gì không có đèn đỏ, đáp án có 4 từ. Bây giờ còn 1 phút 30 giây nữa, tôi sẽ hướng dẫn lại một lần nữa những ai đang coi trong livestream. Mình bấm chia sẻ livestream để nhận được cái kính mà tôi đang mang. Bấm như chữ chia sẻ ở cuối màn hình. Chọn cho chút là chia sẻ hội nhóm là ô thứ ba. Sau khi hiện ra rất là nhiều hội nhóm, mọi người click hết vào những cái ô màu xanh ở đây cho Túc nè. Những cái ô màu xanh ở đây là cái chia sẻ hội nhóm nha. Click hết vào cho Túc trong vòng vài phút còn lại thôi. Rồi, bấm chữ chia sẻ, chọn ô đầu tiên là viết bài, bấm chữ đăng ở đây là ok nha. Rồi, thời gian để coi coi còn bao nhiêu giây mọi người ha. Thời gian chỉ còn có vài giây thôi, chỉ còn 1 phút thôi. 55 giây đang dừng trôi qua, đường đời là sai luôn ha. Ok Nguyễn Thị Diệu, đường kính là sai, đường liền là sai, đường luật là sai luôn rồi mọi người ơi. Tranh thủ chia sẻ livestream, lượt chia sẻ chỉ cần tăng lên 1k like, em công bố kết quả liền cho mọi người luôn. Lên 1k chia sẻ, em lên cho mọi người, em lên đáp án cho mọi người, comment đáp án đúng thôi nha. Đường vào trong tim là sai, chảy máu mũi rồi nè. Hello Tú Yên nha, đường hàng không là sai luôn. 562, 526 lượt chia sẻ lẹ lên mọi người ơi. Rồi, để em coi coi lượt chia sẻ là bao nhiêu luôn nha. 562 lượt chia sẻ rồi, đường thẳng là sai, đường cắt là sai. Rồi, bây giờ trong lúc nè, còn có 30 giây này nữa thôi. Ai là người chia sẻ livestream nhiều nhất, em sẽ công bố ngay trên livestream luôn. Mọi người nhớ ở lại trong livestream để nhìn coi có phải là mình là người đựng nhận kính không nha. Đường thẳng là sai, đường cong là sai, đường Đà Lạt là sai rồi, không đúng luôn nè các tình yêu ơi. Đường gì mà không có đèn đỏ, tranh thủ comment liền nha. Đường phèn là sai, 4 chữ lận, 4 chữ lận mọi người nha. Rồi, em chuẩn bị lên cho mọi người một món quà bất ngờ nữa là dành cho những ai có tham gia mini game. Chuẩn bị nha, em sẽ lên một món quà bất ngờ dành cho những ai comment nhanh nhất, những ai comment để lại cái mã và số điện thoại cho em nhanh nhất nha. Thì hết giờ rồi. Rồi, em sẽ cho hệ thống kiểm tra xem bạn nào là người chia sẻ livestream nhiều nhất luôn để tặng kính cho bạn đó. Đợi em xíu nha, để em nhắn tin cho hệ thống cái đã.
Rồi, mọi người đợi xíu nha, em đang xin hệ thống nick luôn nè, chuẩn bị coi ai là người chia sẻ nha, đợi xíu nha, hệ thống đang đến. Rồi, đường gì là đường không có đèn đỏ, mọi người comment liền cho Túc luôn. Còn bây giờ, những ai để lại mã nhanh nhất cho Túc luôn trong cái livestream ngày hôm nay. Đây mọi người nha, cái mẫu kính này nè, từ từ để em lên cho mọi người coi. Những ai để lại mã comment nhanh nhất trong livestream ngày hôm nay thì mới được nha. Em lên cho mọi người coi cái mẫu kính này, là mẫu kính Gucci tròn này. Đức Lợi ơi, cho Túc xin số điện thoại, chưa giải Túc chưa nói xong mà. Mọi người nhìn nha, mẫu kính này Túc đang lên cho mọi người. Mã của nó là 2025, đây là thương hiệu Gucci. Những ai comment cho Túc là 2025 nhanh nhất nha thì sẽ được mua kính này từ giá là 400k, sale còn 149.000 cho đúng 19 người comment đầu tiên thôi. Chỉ có 19 người trong 700 người ở đây được mua kính này với giá là 149.000 nha. Rồi, mọi người nhìn nha, mẫu kính này chống tiêu UV là chuẩn 400 cho mọi người luôn. Đây, em sẽ test tiêu UV cho mọi người coi trực tiếp luôn nha, chống tiêu UV chuẩn 400. Mẫu này mình có thể là đi đêm, đi ngày được luôn, nam mang được, nữ mang được hết trơn. Trong này mọi người nhìn nha, cái gọng của nó nè, có chữ Gucci ở đây cho mọi người. Cái viền của nó được làm bằng titan, không bong, không tróc, không xét và không gỉ. Viền màu vàng trong màu trà nha. Đây, Túc mang cho mọi người coi, siêu sang chảnh luôn, nam mang được hết trơn, nữ mang được luôn. Lân Nguyễn Trang xin số điện thoại mới chốt hàng được nha. Rồi, một món quà bất ngờ dành cho mọi người, đó là trong livestream này, những ai có chia sẻ livestream ngay bây giờ thì mọi người comment liền cho Túc luôn là 2025 kèm theo số điện thoại. Đấy, cho mọi người xem, cho mọi người sập sàng 149.000 một cái luôn nha. Sang Phạm cho xin số điện thoại, Nguyễn Thục Anh không có số điện thoại không chốt được nha. 19 người thôi. Rồi, bắt đầu chưa, em bắt đầu chốt hàng nhanh gọn lẹ luôn nha. Sau mẫu này là em sẽ giải quyết tiếp mini game cho mọi người nha. Chỉ có những ai comment nhanh nhất mới được thôi. 2025 có màu trà và còn có màu khói cho mọi người nữa. Đây, em có cái này màu khói cũng đẹp lắm luôn nè, em mang cho mọi người coi. Thì nam thích ngầu ngầu thì mang màu khói cho em nha. Còn nếu như mà nữ thích đi ngày đi đêm thì chọn màu trà cho em, ok chưa ạ? 149.000 bảo hành cho mọi người 3 tháng luôn. Nghiêm dịp cho em xin cái mã là 2025 đầy đủ, em mới chốt được nha. Rồi, chốt cho Nguyễn Công Thành một cây 2025 149k một cây. Được kiểm tra hàng hết trơn luôn, được kiểm tra hàng, được bảo hành luôn. Lực ly nè, lực ly một cây, ok lực ly luôn nha. Chốt cho Đức Lợi một cây luôn, Nguyễn Công Thành chúc chốt cho anh rồi nha. Lực ly một cây 149.000. Cho xin màu lẹ lên mọi người ơi. Nguyễn Công Thành em chốt rồi, Đức Lợi em chốt luôn rồi. Nghiệp dịp cho em xin số điện thoại luôn. Sang Phạm một cây 2025 cho màu luôn đi ạ. Sang Phạm một cây nha, 2025 kèm số điện thoại. Không có số điện thoại Túc không chấp được đâu. Sang Phạm ơi cho em xin. À, Sang Phạm thấy đủ mã rồi. Nguyễn Thục Anh cho chút xin số điện thoại luôn nha. Lê Văn Đàn 2025, ok Lê Văn Đàn luôn nè, 149k. Bảo hành cho mọi người đúng 3 tháng luôn nha. Lân Nguyễn cho em xin số điện thoại đi, em mới chốt hàng được. Không có số điện thoại là không chốt hàng được đâu nha. Rồi, kính nam 100k đi em hả? Dạ ok anh luôn, đã xếp lên liền tranh coi luôn. Lân Nguyễn ok, Lân Nguyễn ơi cho Túc xin 2025 chưa ạ? Rồi, Lân Nguyễn 2025 luôn nha. Nhớ nha, comment lại một lần nữa là 2025 kèm theo số điện thoại. Nguyễn Ngâu một cây 2025 cho xin màu luôn. Nguyễn Ngâu ơi, 149.000 một cây chị yêu ơi, đường xô là sai. Tuấn Đức 2025. Hello Hanh Tâm luôn nha. Tuấn Đức một cây luôn nè. Còn đúng 11 cây thôi mọi người ơi, màu vàng cho Nguyễn Công Thành ok nè. Hello Bến Xuân luôn, mình có cho Túc, mình có rồi Lân Nguyễn ơi. Comment cho Túc lại một lần nữa là 2025 đi, màu khói cho Sang Phạm ok nha. Rồi, mẫu kính này chỉ còn tầm 9 cây nữa thôi. Rất là đẹp luôn, có chữ Gucci ở đây cho mọi người luôn. Ok chị Nghiệp Diệm luôn ạ. Nghiệp Diệp, ok chị nha. Cái chồng cái gọng này nè, bảo đảm với mọi người là không bong, không tróc, không xét, không gãy luôn. Cái này mình có thể là đi đêm được luôn vì nó rất là sáng mọi người nha. 149.000 thôi, ai lấy comment nhanh gọn lẹ cho em luôn. Kính này em sắp hết rồi nha, em chỉ chốt cho những người comment nhanh thôi. Những người comment chậm là hết kính, ok Lâm Nguyễn thấy rồi nha. Rồi, Nghiệp Diệp luôn ạ. Nghiệp Diệp, em chốt cho Nghiệp Diệp một cây 149.000. Yên tâm nha, 400k mà em sale 149k coi như là phần quà tặng dành cho mọi người đó. Bớt được cho mọi người rất là nhiều luôn, 400.000 sale còn 149.000. Có kính nam không em gái anh Đỗ Trung Sơn ơi, kính này em đang mang là kính nam anh nha. Mẫu kính này nam mang được, nữ mang được, có hợp luôn Công Thành ơi. Có hợp, có khăn đầy đủ cho anh luôn, có bảo hành cho anh đúng 3 tháng, màu trà là như vậy mọi người nha. Rồi, ai lấy tranh thủ comment liền cho em luôn. 2025 kèm theo số điện thoại nha. 149.000 một cây, có màu khói màu trà. Em chốt cho Sơn Nguyễn Sơn một cây nha. Sơn Nguyễn Sơn một cây luôn nè, 149.000 một cây anh ơi. Sơn Nguyễn Sơn một cây. Rồi, mọi người ơi, còn đúng 3 cây nữa, ai lấy tranh thủ comment liền cho em là 2025 kèm theo số điện thoại nha. Em qua mẫu cho mọi người liền luôn. Ok không ạ? Rồi, mọi người tranh thủ comment liền cho Túc luôn. Đường gì là đường không có đèn đỏ mọi người nha. Đường gì là đường không có đèn đỏ? Comment liền cho Túc nha, gửi cho mọi người đáp án có 44. Rồi, anh Nhật Minh, anh Nhật Nhật Võ Minh ơi, cho Túc xin số điện thoại đi để chúc chốt cho anh liền luôn. Quyết đàn 2025 ok luôn nha. Đường gì không có đèn đỏ mọi người, trả lời nhanh gọn lẹ cho em luôn đi. Quyết đàn một cây luôn nè, ok quyết đàn. Cho em xin cái màu luôn quyết đàn ơi. 149.000 thôi, xả sập sàn luôn. Hôm nay những mẫu kính trên sắp của em sẽ được sale tới giá là 50% mọi người nha. Anh Nhật ơi, anh Nhật cho em xin là số điện thoại.
hại luôn. Rồi, mọi người nhìn nha, chuẩn bị em cho mọi người một món quà bất ngờ là dành cho nữ nha. Bây giờ những anh em của mình ơi, chuẩn bị ga lăng nè, tặng quà cho nữ luôn nè. Không có mai đến hả Túc, màu đen hả Túc? Dạ Lân Nguyễn ơi, có màu đen luôn nè. Lân Nguyễn ơi, cái kính hồi nãy là có màu đen, Gucci màu đen nè, chọn màu đen nha. Đường bị cấp điện là sai luôn, đường gì không có đèn đỏ mọi người nha. 2025 có màu đen luôn nè, Lân Nguyễn ơi, đó 149.000 thôi. Em chốt cho anh Nhật Võ một cây 2025 cho Nhật Võ luôn nha. 2025 Nhật Võ cho em xin màu luôn đi anh ơi. Rồi, Nhật Võ em chốt hàng rồi, đường bị cấp điện là sai, đường tình duyên là sai luôn rồi. Kính vừa rồi không có màu. Màu đen hả Túc? Màu đen nè bạn ơi, màu đen này nha. Rồi, uống nước đi Túc ơi hả? Hello ngoại cơ, em chào anh nè. Uống nước một cái mà nó muốn đập vô răng không á mọi người. Hello Khánh Huỳnh, hello Nguyễn Bách Tú luôn ạ. Rồi, mọi người ơi, đường gì mà không có đèn mọi người nha. Mọi người comment liền cho chút đường gì không có đèn được không ạ? Lên kính nữ cao cấp nhỏ gọn đi. Chị Hiên Hà Phạm ơi, em mới về cái kính này nè. Chị Hiên Hà Phạm ơi, để em lên cho chị coi. Em chuẩn bị sale mẫu này nè, chị lên chị chốt liền luôn nha. Em mới về tức thì luôn nè chị yêu ơi. Rồi, mọi người gợi ý thêm đi chị yêu ơi. Ok, để chị gợi ý thêm luôn nha. Màu đen nhé Túc, ok Lân Nguyễn hả? Chị Thiên Hà Phạm ơi, mẫu kính này em mới về trong ngày hôm nay luôn. Và kính này sẽ tặng cho người chơi mini game ngày hôm nay của em nha, một cây này thôi. Rồi, mọi người nhìn nha, thì cái kính này form của nó là form hình lục giác màu trà. Góc cạnh như vậy rất là sang chảnh luôn. Bên hông của nó thiết kế như vậy nha, được làm bằng titan, không bong, không tróc, không xét và không nghỉ. Kính này hả, chống tiêu UV là chuẩn 400 cho mọi người luôn, đi cả ngày cả đêm được nha. Dành cho nữ thôi, các anh nam không có mang kính này được đâu nha, nhưng các anh nam mua kính được luôn. Rồi, trong này là trong thủy tinh hữu cơ, mã kính này là, để em coi nha, 6864, 6864, 400k một cây mọi người nha. 6864, 400k một cây, em có hai màu cho mọi người lựa chọn là màu khói với màu trà. 6864 nha mọi người nha, ok nghiêm dịp em chốt rồi. Đây màu trà, đây màu khói, 400k sale còn 180. Những ai comment nhanh nhất cho em là 6864 kèm theo số điện thoại hãy lên thành nhẫn luôn nha, đường tình lo ngã là sai rồi anh ơi. Rồi, những ai comment nhanh nhất cho em luôn là 6864 kèm theo số điện thoại. Kính này em sale 180 trong lúc chơi mini game thôi. Kết thúc mini game kính này quay về với giá là 400k một cây luôn nha. Rồi, hello Nguyễn Trung luôn nha, lấy cái bảng đang chi giọng nội. Rồi, đường không là sai, đường mưa là sai, đường âm phủ là sai, 4 từ mọi người ơi, comment cho tốt 4 từ. Đừng comment 2 3 từ là không trúng nha, 4 từ mới trúng luôn nè. Rồi, gửi cho mọi người nha, chữ đầu tiên là chữ con nè. Con gì? Mọi người ơi, đường gì là không có đèn đỏ nha. Mọi người ơi, gợi ý cho mọi người là chữ đầu tiên là chữ con, chữ thứ hai là chữ đường. Con đường gì đây mọi người ơi, con đường gì đây? Mọi người comment đúng cho Túc luôn. Mẫu kính này 6864, trồng này trồng thủy tinh hữu cơ, màu ombre tự động sang nhạt, rất là sang chảnh luôn, phù hợp với các chị em là mình đi biển luôn nha. Rồi, mẫu này ai lấy comment cho Túc là 6864 kèm theo số điện thoại luôn. Chốt cho chị Nguyễn Lan một cây luôn. Ok Nguyễn Lan luôn nha, chốt cho Nguyễn Lan một cây luôn nè. Em chốt cho Hoài Phong một cây 6864 này luôn, 180 một cây, bảo hành tận nơi cho mọi lần, bảo hành cho mọi người 3 tháng luôn. Ok anh Phong luôn nha. Rồi, con đường tình duyên là sai, con đường lên thiên đàng là sai luôn, không đúng anh ơi. Rồi, 6864 180 một cây Thiên Hà Phạm lấy thì comment liền cho em có hợp đầy đủ cho mọi người luôn. Có hợp, có khăn luôn, con đường đời là sai luôn ha. Con đường màu xanh là sai luôn rồi ạ. Rồi, con đường tình yêu là sai luôn rồi, đại lý gạo quê ơi. Em chốt cho chị Minh Nguyệt một cây luôn nha. Ok, Minh Nguyệt một cây, 6864 180 một cây cho Minh Nguyệt luôn nè. Rồi, mọi người nhìn nha, 6864 có màu khói cho mọi người. 6864 em còn có màu trà cho mọi người nữa. Thích mẫu nào comment cho em mẫu đó. Chỉ xe trong lúc em đang chơi mini game thôi nha. Kết thúc mini game sẽ không bán kính này với giá là 180 cho mọi người đâu, cho nên mọi người hãy tranh thủ comment liền cho em luôn. 6864 cho Trang Phạm màu khói nha. Ok, 6864 cho Trang Phạm màu khói luôn, 180 anh nha. Rồi, khi mua hàng được quyền mở hàng ra kiểm tra hàng, ok hết rồi mới trả tiền, còn không ok thì thôi trả lại kính cho em luôn. Bây giờ em sẽ lên cho mọi người một mẫu kính mà sẽ gọi là sale thấp nhất luôn trong cái livestream ngày hôm nay và sale thấp nhất cho mọi người. Mẫu kính này dành cho cả nam cả nữ luôn, mọi người chuẩn bị nhìn nha, em đeo lên cho mọi người coi. Mẫu kính này có màu gì đây, để coi, có hai màu mọi người hơn, đây em mang cho mọi người coi nè. Gọng của nó là gọng bằng nhựa trong suốt mọi người nha, rất là đẹp luôn, màu nâu như vậy, chống tiêu UV chuẩn 400, mình đi đêm được luôn. Đây em mang cho mọi người coi nha. Trong này không phải là trồng nhựa, không phải là trồng thủy tinh hữu, không phải là trồng nhựa trồng meca. Linh Nguyễn ơi, cho em xin số điện thoại mới chấp hàng được nha. Trong này được làm bằng trồng thủy tinh hữu cơ luôn. Khi mọi người mua hàng mua ba cái kính em miễn phí ship cho mọi người, mua hóa đơn trên 500k cũng miễn phí ship luôn. Linh Nguyễn cho em xin số điện thoại luôn nha. Mẫu kính này mọi người nhìn nha, có hình tam giác ở đây cho mọi người, được làm bằng titan, cái này là luôn luôn sáng luôn. Mã kính này có mã là 302, xe cho mọi người từ 350 còn 99.000 một cây thôi.
Đây màu đen trên đây cho mọi người nha. 99.000 một cây mọi người nha. Ai lấy comment liền cho em luôn. Cái gọng của nó là màu đen ở đây, còn màu nâu là như vậy nha. 99.000 một cây mã 302 nè. Cho mọi người kiểm tra hàng ok hết thì mới lấy tiền. Linh Nguyễn cho em xin số điện thoại luôn nha. Con đường hàng không là sai, con đường ban ngày là sai, con đường không tên con đường ban ngày, con đường cấp điện giá chơi luôn, không đúng luôn nha. Mẫu kính này mọi người nhìn nha, mang lên rất là sang chảnh luôn. Đây em sẽ tháo hai cái kính trên đầu ra cho mọi người coi cái mẫu kính mà em đang mang. 302 kèm theo số điện thoại nha. Cái hàng này là hàng bên em là hàng trồng thủy tinh hữu cơ, chống tiêu UV thì chuẩn 400 khỏi phải bàn. Mọi người comment cho em là 302 kèm theo số điện thoại liền luôn. Đây, em test tiêu UV cho mọi người coi, chống tiêu UV chuẩn 400 luôn nha. 302 kèm theo số điện thoại. Sale duy nhất có 5 cây 99k thôi. Những ai đã mua kính bên em rồi đều biết chất lượng của nó luôn nha. Rồi, mọi người tranh thủ comment cho em đi. Còn kính này là dành cho người chia sẻ livestream nhiều nhất luôn nè. Ok, chị Nhật Ly, tôi bắt chốt cho chị Nhật Ly 302 này luôn nha. 302 cho Nhật Ly, có 99.000 một cây thôi mọi người ơi. Có cái hộp, có khăn đầy đủ cho mọi người luôn. Con đường tơ lụa là sai luôn ha. Câu hỏi là cái gì? Câu hỏi là con đường gì không có đường đèn đỏ em nha. Rồi, con đường tình duyên là sai, không đúng luôn nè. Cách tình yêu nha. Phú Tơ, hello, hello Ngọc Hoàng luôn nha. Rồi, mọi người cứ việc comment cho em nha. Còn bây giờ em sẽ coi coi người chia sẻ livestream nhiều nhất là ai, để coi hệ thống đã gửi kết quả về chưa. Nếu như đã gửi kết quả về rồi, em công bố trực tiếp trên livestream cho mọi người theo dõi luôn ha. Rồi coi coi ai chia sẻ livestream nhất nha. Hồng gấm 302, ok hồng gấm luôn nha. Lấy màu nâu hay màu đen cho em xin màu luôn đi. Màu nâu em đang mang là cực kỳ sáng da luôn nha. Chưa có kết quả luôn mọi người ơi. Chốt cho hồng gấm một cây 302 luôn. Rồi, cây 302 này ai lấy comment cho em. Linh Nguyễn chưa có số điện thoại không chốt được nha. Không chốt được mẫu 6864 đâu chị yêu ơi. Rồi em chốt cho hồng gấm một cây đường Đà Lạt là sai luôn. 4 chữ nha. Bao nhiêu? Dạ 99.000 một cây anh Vương Hùng ơi. 99.000 một cây màu nâu, màu đen nha. Thích màu nào comment màu đó. Ship Nha Trang bao nhiêu? Chi Giang Trần ơi, ship Nha Trang có 30k thôi chị yêu ơi, 3 ngày là sẽ nhận được hàng luôn. Sao mình comment không trả lời? Chị Bình Thị ơi, em không thấy comment của chị luôn á. Màu nâu cho hồng gấm ok ạ. Rồi Bình Thị ơi, lấy mẫu nào comment cho em nha. 302 kèm theo số điện thoại, chắc chắn là mình chia sẻ nhiều nhất rồi. Cảm ơn Phước Nguyễn nhiều luôn ạ. Con đường thủy là sai luôn. Rồi, mẫu kính này 302, ai lấy comment liền cho em luôn nha. Nhật Ly ơi, em chốt cho chị mẫu kính rồi luôn nha. Em chốt cho Đan Trung một cây này luôn. Ok, Đan Trung luôn nha. 302 cho Đan Trung một cây luôn nè. 302 nha. Một à, kính này 99k thôi. Có kính màu hồng cho hay màu trắng không ạ? À? Có luôn, Tú Nguyễn ơi, có em nha. Rồi mọi người ơi, mọi người chuẩn bị nhìn nha. Tốt sẽ lên cho mọi người một mẫu kính này đây. Rất là đẹp luôn, đây là kính 8503 nha. Rồi, em sẽ lên cho mọi người coi một cái kính này, nó rất là đẹp và nó rất là ngầu luôn nha. Dành cho các anh nào mà không thích quá là nổi bật thì mình có thể chọn cái tông này đây, nó đậm tính lắm. Bạch Lan 302 màu nâu cho Bạch Lan luôn nha. Quỷ sứ Nguyễn Châu comment gì vậy trời. Bạch Lan em chốt cho anh Bạch Lan 302 màu luôn, đợi ý nữa đi chị. Gợi ý còn có hai chữ thôi rồi đó em yêu ơi. Chị gợi ý là con đường rồi nha. Con đường gì mà không có đèn đỏ, gợi ý hai chữ đầu tiên của đáp án là con đường. Hai chữ sau là cái gì đây mọi người comment nha. Con kính này Túc đang lên cho mọi người. Đây là một dòng kính cao cấp của Túc luôn, có hộp đầy đủ cho mọi người luôn nha. Đây, đây là kính hiệu Boxer, có hộp Boxer đầy đủ cho mọi người. Giá của nó là 700k một cây. Nhưng mà ngày hôm nay trên livestream này Túc sale cho mọi người còn 350 nha. Trên đây mọi người nhìn nè, hai cái chỗ này nó sẽ có chữ Boxer màu bạc ở đây. Trong này trồng bolero, chống trời, chống bể, chống xước cho các anh nam của mình luôn. Kính này dành cho nam nha, form hình tròn như vậy, mang lên rất là đẹp, rất là ngầu luôn. Những anh nam nào mang kính này lên đi đòi nợ là số dách luôn á, mở ra mở vô được nè. Bên trong có chén lớp phản quang màu xanh. Thì cái lớp phản quang này nó sẽ chống được ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, tivi, laptop. À dạ Bình Thị ơi, em chưa thấy chị xin mã, em thấy địa chỉ của chị và số điện thoại của chị rồi nè. Chị ơi, chị cho em xin cái mã của chị là chị muốn lấy mã nào chị ơi? Chị muốn lấy cái mã là 6864 hồi nãy hay là chị muốn lấy cái mã nào ạ? À? Chị cho em xin mã luôn đi nha. 6864 hồi nãy em đưa cho chị coi đâu rồi ta? Đây, chị muốn lấy cái 6864 này thì chị comment cho em mã là 6864. Còn nếu như lấy cây 302 99k thì chị comment cho em là 302 nha, 99k một cây. Rồi, lấy cây nào comment cho em cây đó, em mới nhận được số điện thoại với địa chỉ của chị thôi. Chị đặt nãy giờ rồi mà không thấy. Dạ, bây giờ em mới thấy luôn, chị cho em xin mã luôn. Đường sự nghiệp là sai, đường trên mai là sai, đôi kính đeo trên đầu. Dạ rồi, kính đeo trên đầu xíu em lên luôn mã trước. Mã trước là mã gì chị ơi, là mã này đúng không? Mã này là 6864 nè chị nha. Rồi, còn nếu như mã nào nữa ta, hồi nãy em lên mã nào cho chị nữa rồi ta? Mã nào chị nhớ không? Chị nói lại cho em câu một lần nữa nha. Rồi, mẫu kính này em chuẩn bị lên cho mọi người nữa. Còn mẫu kính này mã của nó là 8722, 350 một cây. Có hộp đầy đủ cho mọi người luôn. Dành cho các anh nam mình thích ngầu. Em cảm ơn Thanh Long Nguyễn nhiều nha. Mẫu kính này dành cho những anh nam nào mình thích ngầu, thích men lì, thích cá tính thì mình chọn mẫu này cho em nha. Nguyên một cây màu đen với màu bạc thôi, không quá là nổi bật. Mã là 8722, bảo hành cho mọi người 3 tháng luôn, giao hàng tận nơi. Cho mọi người kiểm tra hàng ưng ý rồi thì mới trả tiền nha. Rồi
Nên em từ bỏ hả? Ốp xí bách hay bóp chơi game mà chị tức là trúng rồi. Con đường quê không có đèn là sai, con đường mình đi là sai. Chị Bình Thị ơi, chị cho em xin cái mã luôn được không chị ơi? Có mã em mới chốt cho chị được nha. Rồi, mẫu kính này 8722, anh nam nào lấy thì comment cho em để trên đầu nha. 350 một cây, có hộp đầy đủ 8722 cho đổ trung sơn một cây. Đi được cả ngày cả đêm rồi, ok em lên kính đi được cả ngày cả đêm cho anh liền luôn. Rồi, đổ trung sơn em chốt cho anh cây 8722 này luôn nha. Đây em lên kính đi đêm cho Trần Đình Trần Hải coi luôn nè. Rồi, Trung đổ Trung Sơn ơi em chốt cho anh rồi ạ. À. Còn cái kính này em đang mang, cái mã này em tặng cho người chia sẻ livestream nhiều nhất, nhưng mà bây giờ em lấy ra em bán luôn. 8503 y chang như cái trên đầu của em. Trong kính này là trồng kính Bolero, chống trời, chống bể, chống rơi vỡ, chống xước cho mọi người luôn. Trồng màu đen, viền màu đen, cầu kính màu vàng, cầu kính ngang, cầu kính cong bên hông của nó nè. Có chữ bóp chơi ở đây cho mọi người nha. Cái chỗ màu vàng này đều được làm bằng titan, không bong, không tróc, không xét và không nghỉ. Chờ, từ chưa giờ chưa nghỉ nữa hả? Dạ đâu có đâu, em mới lên được cái nửa tiếng thôi, chốt hai cái. Rồi, Trần Huy Nguyễn ơi, anh lấy mã kính nào, anh comment cho top hai cái nào đi anh ơi. Hai cái 8722 hay là hai cái 8503 này anh ơi, 350 một cây, anh mua hóa đơn trên 500k tút miễn phí ship cho anh luôn. Ở bên trong của nó rất là đẹp, cái chỗ này nè mọi người nhìn nha, cái chỗ cái gọng này nè nó sẽ có chữ Watcher sáng bóng cho mọi người. Từ đây xuống đây sẽ được bọc một lớp cao su, mình có thể là xoay qua xoay lại được luôn. Chị không biết kính đó mã gì đó, chị muốn xem qua không nghe em nói mã. Chị Bình Thị ơi, chị diễn tả cái kính đó màu gì giùm em được không, để em lên lại chị coi nha. Còn đằng sau đuôi kính nè nó có bọc một lớp kim loại cho mọi người luôn, mở ra mở vô được nha. 8503 kèm theo số điện thoại liền cho em luôn, 350 một cây. Rồi, kính vàng đi em, kính vàng này hả sao bán được cho nội. Hello anh Hồ Khánh luôn nha. Rồi, Trần Huy Nguyễn ơi, lấy cái nào thì comment cho em mã của nó luôn nha anh Huy Nguyễn ơi. Rồi, em lên lại kính cho chị coi nha chị Đền Thị ơi. Mã này 6864, giá là 180 một cây. 6864 chị nha. Rồi, em xuống mẫu liền luôn ha, 6864. Nãy giờ em lên mấy cây rồi ta? Rồi để em coi thêm cái cây nào mà hồi nãy em lên tay em quên mất tiêu rồi. Rồi còn cây này á là kính cu xì màu trà nè, 2025 màu trà. Màu có màu trà với lại màu đen cho chị luôn. 2025 là hai mẫu này em vừa lên cho chị rồi đó nha. Rồi chị lấy thì chị comment liền cho em là 2025 được không ạ? 2025 màu trà, 2025 màu khó nha. Bây giờ em qua mẫu tiếp cho mọi người coi nữa. Cái cây 8503 này 350 hàng cao cấp bên em á. Mã kia chị phải comment cho em mã chứ, chị nói mã kia là em không biết được chị ơi. Rồi 8503 một cây màu đen cho anh luôn. Sau mẫu này em lên cái mẫu là mình đi đêm được luôn mọi người nha. Kính phong màu đen có không? Dạ, kiểu phong màu đen này nè có luôn anh ơi. Rồi Bạch Lan lấy 6864, Bạch Lan cho em xin số điện thoại đi ạ. À. Ừ mã đó. Vậy chị comment cho top đi 6864 chị nha. Em chốt một cây nè, 8503 cho cao cao hồ một cây luôn nha. Ok số điện thoại em đã thấy rồi. Rồi, chị comment cho top đi 6864 luôn nha. Còn không là 2025 màu vàng đi em. Ok, 2025 em chốt cho chị một cây 2025 luôn nha. 2025 kính cu xì chị nha. Rồi bên chị chúc chúc cho chị rồi nha. 2025 là mẫu này chị ạ. À. Rồi, ai nữa đây ạ? À? Bạch Lan ơi, cho em xin số điện thoại đi để em chốt hàng cho anh 6864 luôn nha. Rồi, anh Hồ Khánh ơi, cái mẫu này nè màu đen mà Túc còn có thêm một màu khác nữa cho anh nha. Ủa, tao mất tiêu rồi. Đó, hình như hết kính rồi hay sao á. Bạn bé Long nó lấy kính nó ra mất tiêu rồi. Em hết cái mẫu mà đi đêm của kiểu này rồi nha. Rồi, mọi người ơi, em sẽ lên mẫu khác cho mọi người coi nữa nha. Ok, Bạch Lan, em chốt 6864. Sơn Trịnh ơi, cho em xin mã luôn anh ơi. Mã nào anh ạ? À? Mã anh đang mang trên đầu của em là 8503 nha. Kìa có không? Dạ không có anh ơi. Kính này là có màu đen thôi nè. Còn phong trên đây là không có màu vàng nha. Để em đeo cho anh coi. Bạch Lan, em chốt cho Bạch Lan luôn nha. 6864 Bạch Lan luôn nè. Rồi, anh Sơn Trịnh ơi, anh lấy mã nào? Anh comment cho chút cái mã luôn đi. Cái này là 8503 nha. 350 một cây là hàng cao cấp bên Túc nè. Bán cái này Túc cực kỳ tự tin luôn đó. Ai mua rồi mọi người cũng biết hết trơn, mọi người cũng quay lại để giới thiệu thêm bạn bè nữa. Mẫu kính này là chống trời chống bể luôn. Lê Văn Đàn ơi, cho em xin số điện thoại luôn. Con đường tương lai là sai, con đường Đà Lạt là sai luôn rồi. Lân Lê ơi, không đúng em nha. Trên đây có khắc chữ bóp chơi cho mọi người, về tháo cái tem ra cho em. Trồng này nè, chống tiêu UV chuẩn 400, đi ngày đi đêm được luôn. À, kính này không đi đêm được nha. Đi tầm được 11 giờ thôi, đừng có đèn. Chống tiêu UV chuẩn 400. Nam mang được, nữ mang được vì đây là dòng thể thao mọi người nha. Mở ra mở vô được hết trơn luôn á. Con đường mang tên em là sai luôn rồi, không có đèn đỏ sai rồi. Anh thích kính trắng hả? Anh Vĩ này cho em rồi. Lê Văn Đàn cho em xin số điện thoại mới chốt hàng được nha. Rồi, anh Bằng Bùi ơi cho em xin số điện thoại đi. Mọi người comment phải đầy đủ mã kèm số điện thoại thì em mới chốt hàng cho mọi người được. Còn không đủ mã đủ số điện thoại là sao em gọi điện cho mọi người được đây. Đây, cái phong kính này là phong kính tròn. Còn nếu như những ai không thích cái màu vàng thì mình có thể chọn cái màu bạc ở trên đây nha. Cái gọng màu bạc trên đây thì mã của nó là 8722. Lấy cái miệng thấy cân em bán có bán không? Anh Sơn Trịnh cho em xin mã của anh đi. Mua kính của em là mua cái miệng của em luôn hả? Bang Bùi ơi, con đường làng là sai luôn nha, con đường đèn xanh là sai. Bang Bùi ơi,
Ok Lê Văn Đàn, em thấy số điện thoại của anh rồi nha. Em chốt cho anh Lê Văn Đàn một cây này luôn. Ok Lê Văn Đàn luôn, ok Lê Văn Đàn nha, em chốt cho anh rồi nha. Rồi, anh gì đó ơi, anh Băng Bùi ơi, anh lấy kính thì anh cho em xin số điện thoại để em chốt kính cho anh. Bây giờ em qua mẫu liền luôn mọi người nha. Cái kính này đây, 8503 dành cho người chia sẻ livestream nhiều nhất. Còn bây giờ tôi sẽ qua mẫu cho mọi người, đó là kiểu Ray-Ban gấp nè. Mọi người có biết cái kính Ray-Ban gấp không? Thích nhìn kính trắng các bạn không? Không bán vuông. Rồi, mọi người nhìn nha. Đây, em sẽ lên cho mọi người coi cái hộp của nó rất là nhỏ luôn. Đây là thương hiệu Ray-Ban. Mở ra cho mọi người coi. Ở đây có ai thắc mắc là tại sao cái kính này nó nhỏ như vậy không? Thì nó là kính gấp, nó có khả năng là gấp lại làm đôi. Cho nên nó có tên là kính gấp. Nếu như mọi người muốn mua cái mã này thì mọi người comment chữ kính gấp cho em kèm số điện thoại nha. Có chữ Ray-Ban trên đây cho mọi người. Đây, em mở ra cho mọi người coi nè. Kẹp vô, kẹp ra vẫn được luôn ha. Mở ra, mở vô như vậy luôn. Tiện lợi cực kỳ. 500k một cây, có hộp đầy đủ cho mọi người. Trên càng kính có khắc mã đầy đủ cho mọi người luôn nha. Mở ra như vậy nè, thấy chưa? Rất là đẹp luôn ha. Ở đây có bọc một lớp nhựa cho mọi người không có bị đau tay đó. Thì cái kính gấp ngày hôm nay em sẽ cho mọi người còn 250. Chỉ có 250 thôi mọi người nha. Coi ơi, có kính nữ màu trong hồng hay trắng không chị? Có, tôi Tú Nguyễn ơi, xong mẫu này chị lên màu hồng liền cho em luôn. Rồi, mẫu kính này có hộp da đầy đủ cho mọi người. Trên đây có khắc chữ Ray-Ban bằng tia laser. Trồng này trồng thủy tinh nha. Trồng thủy tinh viền bằng titan màu vàng này, không bong, không tróc, không xét và không gãy cho mọi người luôn. Mẫu kính này mình có gấp 1000 lần nó cũng không hề bị gãy. Vì cái cơ chế của nó là kính gấp cho nên mọi người gấp bao nhiêu cũng được hết trơn á. Nó tiện lợi cực kỳ luôn, thấy không ạ? Rồi, mọi người lấy thì mọi người cầm gấp chết cho hả? Hello anh Văn Việt, anh lấy cái này thì anh lấy cái này giùm em nha. Chốt cho anh thì lấy cái này cầm em là kính gấp kèm theo số điện thoại mọi người nha. Siêu sang chảnh luôn, nam mang được, nữ mang được. Cái gọng của nó là gọng nhĩ như vậy, rất là ngầu ha. Mẫu kính này mình mang một cái là gái chết hết luôn đó các anh nam ơi. Rồi, anh Quang Viên ơi, anh đường không có xe là sai luôn, con đường hàng không là sai. Quang Viên comment cho Túc là số điện thoại kèm theo chữ kính gấp đi anh ơi. Rồi, em qua mẫu kính gấp này nha, 250 một cây luôn. Em chết cho Đào Xuân Trường một cây, ok Đào Xuân Trường luôn nha. 250 một cây thôi. Đào Xuân Trường ơi, xếp hàng tận nơi cho anh kiểm tra hàng luôn. Rồi, Đào Xuân Trường một cây, anh Quang Viên cho em xin số điện thoại luôn nha. Chốt cho chị Nhật Lệ này thêm một cây nữa nha. Nhật Lệ cây kính gấp nữa nè, em có chết không? Xin luôn Nhật Lệ, em chết cho chị luôn rồi nha. Đường chim bay là sai luôn rồi. Kính gấp chỉ có 250 một cây thôi, bảo hành 3 tháng cho mọi người luôn. Chốt cho anh Quang Viên một cây, em đã có số điện thoại của anh rồi nha. Quang Viên một cây luôn nè, ok nha. Em chốt cho chị Mộng Đào một cây này luôn. Ok Mộng Đào, kính gấp cho Mộng Đào, 250 một cây cho Mộng Đào. Hồi chưa là con gì hả em? Hồi chưa là con đò anh ơi, hồi chưa là con đò nha. Rồi, ai lấy kính gấp tranh thủ comment cho em chữ kính gấp màu trà đi ngày đi đêm được luôn mọi người nha. Cái này mình đi cả ngày cả đêm được luôn đó, 250 một cây cực kỳ là rẻ luôn. À, bảo đảm với mọi người ở ngoài thị trường không bao giờ có cái kính này mà 250 đâu. Con đường đất đỏ là sai luôn, em thấy đường đất đỏ cũng có đèn đỏ mà anh ơi. Rồi, bây giờ em lên mẫu kính khác cho mọi người coi, đó là một mẫu kính nữ màu hồng dành cho bé gì đó đi nha. Hồi nãy nó hỏi em nhiều quá rồi nè. Đây bé yêu ơi, màu hồng như vậy em nha. À, như quảng cáo nha, đúng rồi, cho anh kiểm tra hàng luôn. Nếu như mà hàng tới tận tay anh kiểm tra không đúng mẫu như em đã giới thiệu thì anh không cần lấy kính, anh khỏi trả tiền, anh trả kính lại cho người giao hàng, anh không nhận kính nha. Còn nếu như mà anh kiểm tra rồi anh thấy giống như em đã nói trên livestream thì anh cho em xin tiền nha. Rồi, mẫu kính này là màu hồng phối với màu khói hồng nhạt ra từ từ. Trên đây có cái viền nhưng mà cái viền nó nằm bên trong mọi người nha. Đây, cái viền nằm bên trong như vậy. Mẫu này ở dưới là không có viền, ở trên cũng không có viền luôn ha. Mẫu kính này có hiệu là LV. Mọi người comment cho chút chữ L, chữ V là LV để chút chút. Trồng thủy tinh hữu cơ, chống tiêu V là chuẩn 400 luôn. Sao không nghe chị đọc con đường đi bộ là sai luôn. Có màu khói không? Dạ, cái mẫu nào vậy ạ? Cái mẫu nào? À, cái màu kính gấp là không có màu khói. Mẫu kính này thì có màu đen mọi người nha. Đây, mẫu kính này màu hồng thì em cũng có màu đen luôn nè. Khánh ơi, Khanh 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 ơi, đây mẫu kính này có màu đen luôn nha. 180 một cây, giá gốc tới 400k, sale còn 180. Màu hồng với màu đen, thích màu nào cầm bên màu đó. Chống tiêu UV chuẩn luôn cho mọi người, test tiêu UV cho mọi người coi. Cái màu nó sáng như vậy nhưng chuẩn chống tiêu UV 400 luôn nha. Rồi. Rồi, có mạng rồi. Rồi, mọi người ơi, nãy giờ mọi người còn trong livestream của em không ạ? À? Mất mạng mất tiêu rồi. Rồi, mẫu kính này nha, LV giá của nó là 180 một cây, giá gốc là 400k. Đây, em test tiêu UV cho mọi người coi, chuẩn 400 luôn ha. Rồi, ai lấy mẫu này tranh thủ comment nha, nhất là các bé nữ của Túc Túc luôn nè. Mọi người comment cho em nha. LV kèm theo số điện thoại, mã của nó là chữ L với chữ V, comment như vậy thôi là chút hiểu rồi ha. Kính gấp cho Hồng Nguyễn ok nha.
À, sao đúng rồi, đúng rồi, nó bị đứng rồi em ơi. Dương Đỗ Quốc một cây kính gấp luôn, ok Dương Đỗ Quốc luôn nha. Hình như là bị cái gì á, em giờ em mới thấy comment của mọi người nè. Dương Đỗ Quốc một cây luôn nha, ok nè. Rồi Hồng Nguyễn, em chốt cho Hồng Nguyễn một cây luôn nha, ok Hồng Nguyễn nha. 149.000 một, là 180 một cây. À, kính này em đang mang còn kính gấp là 250, Hồng Nguyễn chốt rồi luôn ha. Ok anh Dương Đỗ Quốc luôn nha. Rồi mọi người ơi, em lên một mẫu kính cực kỳ ngầu cho mọi người coi luôn. Đây là kính Armani, thì đây là dòng cao cấp bên em mọi người nha, có giá là đây để em coi coi 1804 350 một cây. Rồi mọi người nhìn nha, mẫu kính này em lên cho mọi người coi nè, là mẫu kính hình vuông như vậy dành cho nam rất là ngầu luôn nha. Đó là mã 1804 nha, 1804 mọi người ơi. Đây kính này là kính Armani 1804 rất là ngầu luôn ha. Ủa kính này là 350 hay 450 ta, cái này 350 hay 450 em cũng không nhớ nữa, lâu quá em không bán. Đây trồng của nó bên trong là màu xanh như vậy mọi người nha, có con ve Acma này ở đây cho mọi người, bên trong của nó là như vậy, có chữ Acma này ở đây, có logo Acma này ở đây cho mọi người. Trời đất cơ, tay em mực không nè. Đây được làm bằng titan không bong không tróc không xét và không gỉ, có logo Acma này màu đen ở đây, có logo Acma này màu vàng ở đây nữa nha. Rồi kính này trồng màu đen, trồng màu đen, viền màu đen, cầu kính màu bạc rất là ngầu, có hộp Armani đầy đủ cho mọi người luôn, 350 một cây, hàng cao cấp bên em nha. Mẫu kính này có mã là 1804 hả, 1804 thôi, hình như cái này hình như 450 lận anh Sơn ơi. Rồi mẫu kính này mọi người nha, giá của nó là 450 một cây, giá gốc tới 900k lận. Ai lấy mẫu này tranh thủ comment liền cho em luôn nha, 1804 kèm theo số điện thoại liền cho em, 450 một cây, bảo hành cho mọi người tận nơi 3 tháng. Cái kính 1804 bao nhiêu vậy? 350. Rồi 350 mọi người nha, không phải là 450 mà là 350. Rồi ai lấy mẫu kính này mọi người tranh thủ comment liền cho em nha, có ai đây chị đi, chị kêu mà chị mệt quá à. Rồi mẫu kính này mọi người ha, 350 một cây, 1804 em còn đúng một cây cuối cùng thôi, ai lấy thì mọi người comment cho em. À em còn cái cây màu bạc nữa, mọi người thích màu đen thì comment màu đen, mọi người thích màu vàng thì comment màu vàng cho em nha. Đây em mở ra cho mọi người coi nè, màu bạc nó sẽ như vậy nè, nguyên một cây là màu bạc như vậy luôn, rất là sáng bóng luôn nha. Rồi hello chứa trang luôn nè, hello là chơi chứa trang luôn nha, chó chứa trang hả hay cái gì vậy. Màu bạc là như vậy dành cho những anh nam nào rất là ngầu manly cá tính thì mình chọn mẫu này, có màu đen, màu đen thì nó sẽ ngầu hơn, còn màu bạc thì nó sẽ là trung niên hơn mọi người nha. Đường sao băng là sai luôn rồi, có con full hợp nam luôn anh ơi, là con này nè anh ơi, con này là kính nạc mani full hợp như vậy cho anh luôn nha, giá của nó là 350 một cây, giá gốc trên sắp tới 700k lận đó anh ơi, hàng siêu phẩm bên em nha, 350 một cây là hàng cao cấp Armani, có bảo hành cho anh 3 tháng, anh sẽ được kiểm tra hàng trước khi là mình thanh toán tiền luôn, cho nên yên tâm, bên shop em bán hàng cực kỳ uy tín nha, có logo Armani ở đây cho anh nè, bên trong chén phản quang màu xanh cực kỳ đẹp, trong này là trong Polaroid, đi kính gấp đi qua đêm được không em? Dạ đêm đi đêm được luôn Vũ Văn Hiền ơi, đi đêm được luôn nha, nhưng mà với điều kiện là đường nó có đèn thì anh mới đi đêm được anh nha. Rồi mẫu kính này 1804 màu bạc, 1804 màu đen, ai lấy comment em gọn lẹ cho em luôn, em qua mẫu nha, full box mọi người nha, cho nên mọi người yên tâm khi mà mua hàng luôn nè, có hộp có gì đầy đủ hết trơn cho mọi người nữa. Rồi em qua mẫu khác cho mọi người. Anh Vũ Văn Hiền ơi, anh có lấy kính gấp thì anh comment cho tất lẹ lên nha, vì kính gấp nó còn cỡ tầm 2 cây nữa thôi là hết rồi, 2 cây nữa thôi. Kính này màu đen 1804 350 một cây, hàng cao cấp của Top luôn. Rồi bây giờ Top qua mẫu khác cho mọi người lựa chọn luôn nha, mọi người thích kính nam hay kính nữ nè, để Top biết Top lên cho mọi người coi luôn. À em còn một cái cây này nè, nó là màu cây kính em đang đeo trên trán, giá bao nhiêu vậy em? Dạ đề là thế ơi, 350 một cây anh ạ. Đời là thế ơi, 350 một cây anh nha, anh có lấy thì anh comment cho Túc là 1804 kèm số điện thoại cho em nha. Kính này trên trán của em đây, có màu đen và màu bạc, cái gọng này là gọng màu đen nè, còn muốn có màu bạc thì em cũng có cho anh luôn, 350 một cây, khi anh mua hàng sẽ được tặng kèm hộp như vậy luôn anh nha, có hộp đồ đầy đủ cho anh và có được kiểm tra hàng, anh coi hàng giao hàng tận nơi cho anh ship toàn quốc, nếu như anh ưng ý rồi thì anh mới trả tiền, còn không ưng ý thì thôi, không cần trả tiền đâu ạ. Rồi mẫu này 1804 để trên trán cho mọi người coi nha. Còn bây giờ tôi sẽ lên mẫu này cho mọi người coi, đó là 8819. Thì cái cây 8819 này nó sẽ có hai càng kính, một càng ở trên là mỏng nè, ở dưới cũng mỏng luôn, càng ngang ấy, cầu ngang màu vàng trồng đen viền đen, có chữ voucher ở đây cho mọi người. Lấy anh màu bạc đi tóc. Dạ ok. Anh Nguyễn Đạt ơi, anh cho tôi xin số điện thoại luôn nha, để tôi đeo lại cái màu bạc cho anh con ghi nha, đẹp lắm luôn. Cái này là màu bạc nè. Thì màu bạc là dành cho những anh nam trung niên nha, mình thích mẫu nào thì mình chọn mẫu đó thôi.
Màu bạc là như vậy, 350 một cây. Anh Đạt cho em xin số điện thoại của anh luôn đi anh ơi, để em chốt hàng cho anh nha. 1804 350 một cây, có hộp đầy đủ cho mọi người luôn. Con đường tơ lụa là sai rồi, con đường kiếm là sai luôn ha. Con đường gì mà không có đèn đỏ mọi người nha. Rồi, kính này ai lấy thì tranh thủ comment liền cho túp luôn, là 1804 anh Đạt cho em xin cái mã luôn đi. Còn mã này là 8819 luôn nè. Câu phi cặp phía dưới đó là bao nhiêu? Cặp phía dưới đâu có bán đâu. Có tốt là bị ho rồi, dạ đúng rồi, em bị ngứa cổ, em bị ho. Anh Việt quan tâm em quá à. Cảm ơn anh nha. Mẫu kính này Túp đang mang cho mọi người, cái form của nó là form hình vuông nhưng mà không quá là vuông, form bầu bầu như vậy. Ở đây có chén mục, ở đây nó làm gỗ nha, nó có khắc chữ bóp chơi trên đây cho mọi người luôn. Màu vàng ở đây, màu vàng đều được làm bằng titan, không bong, không tróc, không sét và không gỉ. Nó sẽ luôn luôn là sáng và vàng như vậy mọi người ha. Đây, mã kính này 350 một cây, mã của nó là 8814 350 một cây nha. Có hộp bóp chơi đầy đủ cho mọi người luôn. Đây, khi mọi người mua cái 8819 này á, nó sẽ có cái hộp như vậy mọi người nè, hộp Boxer khắc chữ đàng hoàng luôn, có khăn của Boxer B8000, những kính này em đang bán là dòng Boxer B8000 nha, có nem cạc của Boxer đầy đủ, 350 một cây, ai lấy comment liền cho em nha. Con đường gì là không có đèn đỏ mọi người, mau chóng comment cho em để nhận được, để tìm được người may mắn luôn coi nè. Rồi, kính như vậy, full box như vậy mọi người nha. À, đặc biệt là cái hộp này mình có thể là mở thẳng ra như vậy cũng được luôn. Thấy chưa? Nên khi mọi người đi du lịch đem theo sẽ rất là tiện. Đó, mở thẳng ra như vậy được luôn nha. Không thích thì gặp lại như vậy, nó sẽ ra cái hộp hình vuông. Rất là tiện lợi, 350 một cây thôi. Hàng này bên em là hàng cao cấp, bảo hành chính hãng cho mọi người. Rồi em qua mẫu tiếp theo cho mọi người. Mọi người thích kính gì, giá tầm trung không? Em lên kính giá tầm trung Nguyễn Đạt cho 1804 cho anh luôn. Ok Nguyễn Đạt nha, 1804 cho anh Nguyễn Đạt luôn, màu bạc nha. Ok anh Đạt nè. Rồi mọi người ơi, ai lấy nữa thì comment cho em 1804. Bây giờ em sẽ lên một cái mẫu này, nó khá là đơn giản cho mọi người. Những ai không thích quá màu mè hay cầu kỳ thì chọn cho em cái tông này đơn giản cực kỳ, chỉ có màu bạc với màu đen thôi. Mã của nó là 6129 mọi người nha. 6129, đúng rồi, 6129. Mẫu này em có màu đen với lại em còn có màu vàng cái mẫu này nữa. Chị thích mẫu nào comment cho em mẫu đó. Màu vàng thì nó có ính màu vàng ở đây, hai cục màu bạc này đổi thành hai cục màu vàng nha. Đừng vào tim em, không có đèn đỏ chỉ có băng giá rồi đó hả? Anh tên gì vậy? Anh tên gì em không biết tên. Anh ghi cái chữ như vậy là tôi không biết tên anh luôn đó. Anh comment tên cho Chúc đi, để Chúc gọi anh coi nè. Con đường đi bộ đúng không chị? Sai rồi em ơi, không đúng luôn nha. Con đường đi bộ có đèn đỏ chứ bộ. Rồi, mẫu kính này mọi người ơi, 6129 là dòng kính cao cấp, có nem cạc đầy đủ cho mọi người luôn, dòng kính Boxer trồng này hả, làm rơi làm rớt xuống cũng không vỡ không bể luôn nha. Màu đen trồng màu đen, viền màu bạc trồng màu đen, viền màu đen, ở đây cầu kính màu vàng, bên hông là màu bạc với màu vàng. Mẫu kính này màu vàng nha, 6129 màu vàng và 6129 màu bạc, thích mẫu nào thì comment cho em được không ạ? 6129 màu đen, 6129 màu vàng, 350 một cây, hàng chính hãng, bảo hành cho mọi người 3 tháng luôn nha. Hàng đẹp thế em hả? Cảm ơn Đức Thiên luôn ạ. Rồi, bây giờ em sẽ lên cho mọi người một cây kính nữ nha. Một cây kính nữ này đây có màu tím rất là đẹp luôn mọi người ơi. Thì mã này là 6863, một cây kính dành cho nữ, form của nó là form hình chữ nhật như vậy nha. Đây, ở đây nó có cái lô cái khứa khứa như thế này rất là dễ thương. Kính này hiệu của nó là Cushy, form hình chữ nhật như vậy rất là sang chảnh luôn. Thì giá của nó đang có giá là 400k một cây. Em còn có màu trà cho mọi người nữa nè. Đây là màu tím nha, đi ngày đi đêm được luôn. Còn đây là màu trà, đi cả ngày cả đêm được luôn. Còn đây nữa là màu đen. Thích màu nào comment màu đó, màu trà thì nó sẽ rất là tây, mình đi cả đêm. Còn màu đen thì sẽ rất là ngầu nha. 6863. 6863 đúng không? 6863, 180 một cây đang sale sập sàn cho mọi người. Có màu nè, màu này đi đêm rõ nhất rồi, tới màu tím rồi tới màu đen nha. Màu đen thì mình đi đêm nó hơi tối, cho nên mình lấy màu đi đêm thì lấy màu tím đi cho nó đẹp mọi người ha. Rồi, 6863, 180 một cây, chị chào Lê Rin luôn nha. 6863, 180 một cây, ai lấy mọi người tranh thủ comment liền cho em luôn là 6863 mọi người nha. Để em coi coi lượt chia sẻ là bao nhiêu rồi, để công bố cho mọi người, để phải đợi lâu. Em coi nha. Rồi, đây đã có người chia sẻ rồi. Ok, hệ thống đã gửi về cho chút người chia sẻ livestream nhiều nhất là ai đây ạ? Chị Mai Tươi. À, bé Mai Tươi. Bé Mai Tươi là người chia sẻ livestream cho Túp Túp nhiều nhất mọi người nha. À, còn hồi trưa chút chưa có công bố cái lượt chia sẻ hồi trưa nhiều nhất đúng không ạ? Hồi trưa là ai đây ta? Rồi, ok. Hồi trưa này có người chia sẻ nhiều nhất nhưng mà Túp Túp quên công bố nha, để Túp Túp công bố cho mọi người coi nha. Là bạn Hương Lan nha. Hương Lan là người chia sẻ livestream của Túp nhiều nhất trong cái livestream lúc 11h30 mọi người nha, là Hương Lan. Đó, hệ thống đã gửi về cho Chúc nè. Còn chị Hương Ngọc Lan là chị có chia sẻ livestream và được trúng thưởng ha, ok nha. Rồi, chị ở dưới ngày hôm nay trong livestream này chia sẻ nhiều nhất là chị Mai Tươi.
Ok nha. Rồi anh hỏi nhé. Ơi em nghe nè anh ơi, em nghe nè. Anh thích kính trắng hả? Quỷ sứ hè chọc em hoài. Rồi bây giờ mọi người ơi, mã kính này sẽ là mã cuối cùng mà em like cho mọi người đó. Mã của nó là 6863 181 cây. Ai lấy mọi người tranh thủ comment liền cho top luôn được không ạ? À? Rồi bây giờ em sẽ giải quyết mini game cho mọi người nha. Thì những ai nãy giờ có trong livestream của em, nếu như mọi người mà trúng thưởng nữ thì sẽ trúng được cái cây kính này đây, cho mọi người hai cây để lựa chọn. Em nghe nè anh Cường ơi. Rồi cho mọi người hai cây này để lựa chọn luôn nha. Còn có cây mà 8503 người chia sẻ duy nhất là dành cho Mai Tươi. Rồi bây giờ nãy giờ chưa có ai comment đúng hết trơn. Bây giờ thì em sẽ công bố đáp án cho mọi người comment luôn. Đây mọi người comment theo đáp án cho em để em lướt comment và chọn ngay ra người may mắn liền luôn nha. Nhớ nha, phải comment trúng đáp án của em. Còn nếu như không comment trúng là sẽ không được đâu nha. Và sẽ có chia sẻ livestream trước khi mà em công bố coi người nào may mắn trúng thưởng. Còn nếu như chia sẻ sau là không tính. Rồi mọi người comment cho em đi, con đường lầm lỗi nó không có xe đèn đỏ mọi người nha. Rồi comment cho em bốn chữ con đường lầm lỗi, em công bố đáp án cho mọi người comment để mọi người trúng thưởng luôn đó. Thấy chưa, thấy anh dễ thương dễ mang chưa? Rồi thì bây giờ mọi người tranh thủ comment cho em là con đường lầm lỗi luôn nha, kèm theo đó là chia sẻ livestream để em biết mà em tặng kính cho mọi người hợp lệ nha. Rồi comment cho em đi, con đường lầm lỗi được không ạ? À? Lẹ lên lẹ lên các tình yêu của Túc Túc nha, con đường lầm lỗi luôn nè. Comment cho Túc lẹ lẹ và nhiều nhiều lên nha. Thì một người comment nhiều thì sẽ có cơ hội trúng kính càng cao. Ok, con đường lầm lỗi cho ốc xíu quách cho Lân Nguyễn luôn. Lê Rin comment cho chị con đường lầm lỗi lẹ lên nha, con đường lầm lỗi mọi người ha. Hello Lê Rin, Lâm Lê và Nguyễn Quốc Cường luôn nghe. Rồi hello Việt Nguyễn luôn nè, con đường lầm lỗi mọi người nha. Comment cho chút đi ạ. Nguyễn Văn Hồng, hello Nguyễn Văn Hồng luôn ạ. À con comment con đường lầm lỗi để được kính mọi người nha, để em coi coi nè. Hello anh Thành Nhẫn chơi mini game với Túc Túc đi. Nhớ là chia sẻ livestream trước khi mà em chọn trúng người nha. Còn nếu như mà mọi người chia sẻ livestream mà sau khi nhận trúng người, hôm qua anh trúng thương, anh trúng thưởng nhưng anh xóa hết và chia sẻ rồi, hôm nay sắp nhắn tin bắt anh chụp chia sẻ phải làm sao? Thì không có chia sẻ là không có nhận được quà chứ sao? Tại do kiểm tra mà, có chia sẻ mới nhận được quà anh Cường ơi. À anh Cường, hôm bữa anh có trúng thưởng một lần anh tặng cho Túc á, bây giờ anh có muốn lấy lại không? Nếu như mà anh muốn lấy lại thì Túc sẽ để ra lại cái đó nha. Anh có muốn lấy lại không? Hôm bữa anh cũng có trúng thưởng một lần nhớ không? Nhưng mà anh tặng cho Túc đó. Bây giờ anh có muốn lấy lại không? Để em đưa cho anh nè. Rồi, còn hôm qua là anh không có chia sẻ livestream cho nên không có nhận được kính mất tiêu rồi. Con đường lầm lỗi mọi người nha. Bây giờ Thành Nhẫn comment cho em con đường lầm lỗi. Anh Thành Nhẫn chia sẻ livestream chưa? Không có chia sẻ livestream là một hồi không trúng, đừng có đổi thừa em đó nha. Rồi ok Minky Likio ơi, chia sẻ cho dễ thương quá vậy anh Cường, em cảm ơn anh nha. Rồi bây giờ mọi người comment cho Túc là con đường lầm lỗi được chưa ạ? À? Rồi bây giờ Túc Túc lướt comment liền luôn để chọn ngay ra người may mắn liền luôn nha. Ai sẽ là người được trúng kính của Túc đây? Làm nha. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Ai nhận được kính của chốt data? Hello ô gì vậy? 5 4 3 2 1. Trời đất ơi, trúng comment của anh Cường dài quá là biết không đúng rồi ha. Lại nha. 5 4 chốc bóc chúng ai có comment là con đường lầm lỗi mới tính nha. 5 4 3 2 1. Đây nha. Like một tim coi sao like được đây, ai vậy ạ? À? Rồi, Úc Xí Quách comment con đường lầm lỗi có chữ C là không đúng luôn ha. Úc Xí Quách ơi, comment sai chính tả rồi Úc Xí Quách nha. Làm lại nha, con đường lầm lỗi mà có chữ C là sai rồi, không đúng luôn ha. Lại nha, comment cho chút là con đường lầm lỗi được không ạ? À? Bây giờ chút nước lại nữa nha, Úc Xí Quách comment sai chính tả. 5, 4, 3, 2, 1. Ai đây cả? Đây, coi ai nha. Thành Nhẫn, anh Thành Nhẫn nha. Rồi, like một phát coi làm sao để like được bây giờ. Bấm chữ like cho anh nha. Rồi Thành Nhẫn like một phát coi nè, đó. Ok nha. Rồi ở trên là Úc Xí Quách, ở dưới là Thành Nhẫn. Thành Nhẫn comment cho em chữ trúng thưởng kèm theo số điện thoại, coi đúng đúng chính tả chưa? Rồi ok, đúng chính tả rồi. Thành Nhẫn comment con đường lầm lỗi đúng chính tả rồi ha. Thành Nhẫn comment cho chút đi, trúng thưởng kèm theo số điện thoại luôn nha. Thấy chưa, có chơi là có trúng mọi người ha. Chứ không biết là cái tao chút dừng ngay đâu hết, dừng ngay đâu thì người đã trúng thưởng. Ok nha. Rồi anh Thành Nhẫn ơi, à rồi comment cho chút là con đường cái lộn, comment cho chút là trúng thưởng kèm theo số điện thoại nha. Sai chính tả mà chị. Ừ nhưng mà Thành Nhẫn là comment đúng chính tả em nha. Thành Nhẫn comment là đúng chính tả rồi, chỉ có Úc Xí Quách là comment sai chính tả thôi nè. Thành Nhẫn comment nè, đúng chính tả là con đường lầm lỗi nha. Rồi ok Thành Nhẫn. Rồi bây giờ mọi người ơi, Túc Túc xin cảm ơn mọi người hôm nay đã ủng hộ kính của Túc Túc thiệt là nhiều. Ok em thấy Thành Nhẫn rồi, em thấy chị trúng thưởng rồi nha. Rồi bây giờ Túc Túc xin test mọi người sẽ kết thúc livestream. Một tiếng sau 4:30 mọi người quay lại livestream với Túc Túc luôn để mình chơi mini game tiếp luôn nha. Bây giờ thì Túc sẽ soạn câu hỏi nữa xong rồi ra đố mọi người nữa nha.
4:30 mọi người quay lại livestream với Trúc luôn nha. Sai cách xíu mà chị. Ừ đúng rồi, sai cách xíu mà. Nhưng mà mọi người không chịu đâu. Có gì xíu nữa 4:30 Út vô chơi với chị nữa nha. Ok hen. Thôi bà, hôm qua bà nhận được kem rồi, bà còn muốn gì nữa? Từ từ chứ, phải nhường cho người khác trúng chứ. Tối anh chơi trúng được bà không em? Dạ anh Cường ơi, phải là qua 10 ngày mới chơi được nữa anh Cường ơi. Thôi anh Cường vô chơi với em thôi là cũng vui rồi đúng không nè. Rồi, bây giờ tôi có xin phép mọi người sẽ kết thúc livestream nha. Chúc cả nhà của em có một buổi trưa thiệt là vui vẻ luôn nè. Phí ship ngoại thành 30k, nội thành là 20k. Khi mua hóa đơn 500k sẽ được miễn phí ship. Và khi mọi người nhận được hàng, mọi người được quyền mở hàng ra kiểm tra hàng luôn. Ưng ý rồi mới thấy nha. Ưng ý rồi mới lấy hàng, còn không thì trả lại hàng cho em nha. Ok anh Cường, cảm ơn anh Cường, cảm ơn Oxy Watch, cảm ơn mọi người đã tham gia mini game của Túc và cùng ngồi trong livestream của Túc luôn nha. Để coi còn gì dặn mọi người nữa không ta. Bye bye anh Nhẫn luôn, bye bye anh Cường, bye bye mọi người.